29 tháng 4 2022 bà kia bà nuôi nó cũng quy chế 15 năm mà anh chồng lấy lộn đi gì chồng lấy quy chế đi cho bán gì đó không biết bà không biết gì đâu không nói bán gì hết đó. Từ cái vụ đấy là mới ly dị hả? Không có lúc mà ly dị á thì trong lúc giai đoạn đang lùm xùm á tôm làm lành cánh sông ngọt á mới lấy con đi tin không bỏ vô cái nước đen con bi chi vô cái trại mà cứ mang dùng một thon giá mới con quẹt á sao bạn thấy có bạn mới đi tìm mất rồi bạn đi tìm ở nhà mấy cái hỏi bữa bạn tìm được người đang nuôi con đó sau 5 năm mấy năm sau mới tìm được. 5 năm sau thì bà kia bà mới mời ra nhà để thăm con quẹt lại. Bà gọi điện thăm bạn bè cũng nhớ quá đó, 5 năm. Tức là sau 5 năm bà mới có điều kiện để gọi con. Thì bà trong suốt quá trình bà đi tìm á, lúc 5 năm á bà mới tìm được. Bà tìm được á, bà gọi điện thoại tới cái nhà chủ cái nhà đó đó. Con quẹt nó nghe là nó thể hiện liền luôn á, nó nghe tiếng bà 5 năm rồi đó. Rồi bả lại thì bả lại bả chơi bả thăm nó thôi rồi bả về tại vì tao cũng nuôi 5 năm rồi phải không? Dạ. Thì xong á bả đi một ít thời gian rồi bên kia bả gọi. Bên kia gọi bả, bả có muốn lại không? Thì lấy gì đâu mà lấy sao không lấy? À 20 tuổi. Về là vẫn vui như ngày nào. Khi mà đã thành tình yêu rồi thì rất nhiều điều có thể xảy ra ha. Để cái máy hay thật, ngay mông ghê thật. Xin lỗi bà con nha. Đồ nhát thôi đúng không? Hả? Họ nhát hay Việt Nam điều? Việt Nam vốn là đất nước kỳ diệu mà. À, ngoài quy luật mà. Đến bây giờ là tự tin là khẳng định là Việt Nam nằm ngoài quy luật. Có bác nào chơi bonsai mà đi học nước ngoài thì nên xem xét lại nha. Con này thằng Nát Daily nó không được nhập cảnh vô Việt Nam chứ nó mà nhập cảnh được vô Việt Nam chắc nó đến Việt Nam làm video về. Thằng Nát ấy. Thằng Nát Daily ấy. Em thích cái phong cách thời trang của nó ghê. Nó tân hoa ban ấy mặc mỗi một cái một đúng một kiểu áo. Mua lần cả chục cái in phần trăm này anh hiện số tuổi ấy. Hiện tại là 36 tuổi thì là 36%
chưa? À, vừa nặng vừa. Đi trốn sai. Đi mất cái ngọt. Là 6 năm năm bà mới gặp lại. Anh không biết bà có đi tìm liên tục không. Bà thì bà nhờ, bà nói cũng nhờ vào cái trại vậy đó thì bà mới tìm được cái con đó. Nhiều nước hay là Mỹ. Lúc mình cũng gặp rồi, Mỹ nó có mấy ca đúng không? Ngay là cái sau này. Không già không biết rồi. Hả? Không già không có nghe kia đâu khó cũng nói. Đây, hôm rồi có. Chết bên đấy chết ghê quá. Bên mới tốt Việt Nam để ấy dẫu phải về. Có ca sĩ hải ngoại cũng vậy. Tục học quê là con ví dụ quê sĩ cái lương họ cũng kỳ quá. Tục một cái đi qua bệnh cái là tụi nó hết. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không?
cũi ta giác ngộ. Cái ngày dân thực ý thức dân mình biết không sợ súng không phải là anh hùng. Bài trừ tiêm chủng cái này kia là em xét lại trước cổ đợt rồi dịch sởi châu Âu ấy bùng phát lại ai nói là chúng ta sắp mất kiểu mình thích cộng đồng ấy do người ta kêu gọi là không có tiêm chủng ấy. Thank you.
Hai thằng này lấy một thằng đây là đẹp ha. Không có ý anh nói á, hai thằng này á mà lấy được thằng giữa là được rồi. Dễ làm. Cộng nó dài nó chết giống như mấy cái gì của mình giống như con ngốc á. Phải thường thường em thấy ở nhà mẹ chồng ấy đâu mà hái ăn ấy, vẫn cứ sâu, vẫn sâu lắm, vẫn cứ sâu xong rồi có thể là cái phần thành già mình không ăn ấy, mình là chồng lại chỗ khác rồi các cái đòn ăn thôi, vẫn sâu lắm, bấm ăn hoài mà bấm ăn thường mà nó bò dưới gốc á, mà rễ nó ra vậy này nè, rễ nó mọc úa. Để cái con nữa, có tao kiếm cái mấy cái ngó ấy. Đúng là thường thường cái đấy, mấy cái đấy cũng không phải là cái lâu. Cái đấy mùa nó cũng rủi. Với sang mùa này là mình biết rau anh. Mẹ rủi không được.
để nghe tiếng Anh thôi. Năm đô một đôi. Quá của Việt Nam mà. Gót sẹo, gót sẹo. Cái trò này là mạo hiểm nhé mọi người. Lúc nào mà ớ là biết nha. Gót sẹo một tay này mà ớ là thôi biết ạ. Chuyện kể rằng trước lúc người ra đi, bay 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 ba 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 hoài. Cái máy này nó còn đỡ, cái máy này nó bắt âm kém. Máy của anh dù cái mic nó tốt quá, cứ mở video lên là kéo.